Thưa quý vị, thưa các bạn, dư địa tăng trưởng của ngành bao bì tại Việt Nam trong thời gian tới vẫn còn lớn. Nhiều doanh nghiệp bao bì đã nắm bắt cơ hội tăng trưởng bằng việc mở thêm nhà máy, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm theo xu hướng thân thiện môi trường. Hiện nay, Việt Nam là một trong 5 nước có chất thải nhựa cao nhất thế giới. Tiêu thụ nhựa bình quân đầu người tại Việt Nam trong giai đoạn 1990-2015 đã tăng trung bình khoảng 10% một năm. Việt Nam có đến hơn 1,8 triệu tấn nhựa thải ra mỗi năm và chỉ 27% túi nhựa được tái chế. Tính trung bình mỗi năm, Việt Nam thải ra đại dương 0,73 triệu tấn nhựa. Và theo tính toán đến năm 2050, biển Việt Nam có nguy cơ chứa nhiều rác thải nhựa nếu không ngăn chặn tình trạng này. Trước thực trạng này, chính phủ đã ban hành những chính sách giảm thiểu rác thải nhựa. Từ đầu năm 2019 đến nay, mức thuế môi trường đối với bao bì ni lông là khoảng từ 30.000 đến 50.000 đồng một kg. Chính phủ cũng đã đề ra các mục tiêu để loại trừ bao bì nhựa sử dụng một lần và cấm sử dụng sản phẩm này tại các cửa hàng, siêu thị, chợ từ năm 2021 và trên phạm vi toàn quốc từ năm 2025. Trước kia thì chúng tôi từ 2014 trở về trước thì chúng tôi là sản xuất 100% cái túi nhựa sử dụng một lần, dùng cho xuất khẩu và cung cấp cho nội địa. Nhưng mà đến năm 2015 thì chúng tôi đang nghiên cứu và chuyển đổi sang sản xuất cái túi thân thiện môi trường. Thì chúng tôi cũng đã bắt đầu quan tâm và có những cái biện pháp, có những cái chương trình, ví dụ như là cái việc sử dụng túi có thể phân hủy thay cho túi ni lông thông thường. Và gần đây thì chúng tôi đã có cái việc là sử dụng những cái bao, cái vật liệu lá tự nhiên để thay thế dần bao ni lông, cũng như là cái việc có những tổ chức những cái sự kiện những ngày chúng tôi trên toàn hệ thống khoảng hơn 700 điểm bán. Đã có những doanh nghiệp đi đầu trong xu hướng xanh hóa này. Từ năm 2015, công ty An Phát cho ra mắt dòng bao bì phân hủy hoàn toàn làm từ bột ngô, chủ yếu để xuất khẩu sang các thị trường châu Âu, Mỹ. Hiện doanh nghiệp này đã bắt đầu bán sản phẩm tại thị trường trong nước và đã được sử dụng rộng rãi tại các siêu thị Big C, Lotte Mart, Coop Mart. Các sản phẩm của doanh nghiệp này ngày càng được cải tiến và đa dạng nên được khách hàng tin dùng. Và để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường, mới đây, tập đoàn An Phát đã khánh thành thêm nhà máy sản xuất bao bì tự phân hủy lớn tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Hiện nay, Việt Nam có nhiều điều kiện để thay thế bao bì nhựa, tái chế và tái sử dụng rác thải nhựa. Những hành động của các chủ doanh nghiệp trong việc giảm thiểu rác thải nhựa và thúc đẩy môi trường bền vững sẽ bao gồm thay thế toàn bộ bao bì nhựa bằng sản phẩm tái chế được, chuyển từ việc sử dụng túi đựng và ống hút nhựa bằng những sản phẩm thân thiện với môi trường và tổ chức những chương trình quảng bá nhằm khuyến khích việc không sử dụng đồ nhựa một lần. Mặc dù chi phí sử dụng vật liệu thân thiện môi trường thay thế cho việc sử dụng túi ni lông thời gian đầu có thể tăng chi phí cho doanh nghiệp, tuy nhiên cũng vì ý thức bảo vệ môi trường nên họ đã sẵn sàng chấp nhận và thực hiện. Thực ra cái túi ni lông đó là một cái vật liệu mà nó rất là phổ biến và nó đã tối giản được chi phí. Khi cái việc thay thế này thì cái việc chi phí nó đã phải tăng lên. Tuy nhiên thì cái này được sự hưởng ứng của kể cả phía nhà cung cấp, kể cả về phía đơn vị bán lẻ và phía khách hàng cùng đồng hành cho cái công tác này. Doanh nghiệp tôi cũng như bao nhiêu doanh nghiệp khác cũng vậy thôi. Nếu mà làm các loại túi có thân thiện môi trường thì giá thành nó cao hơn cái giá mà sử dụng túi sử dụng một lần. Khoảng từ 10 đến 30%. Tới đấy khoảng cách đấy để cho từng các loại túi một. Thì đây là một cái việc khó cho các doanh nghiệp sản xuất. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta làm tốt và chuyển đổi tốt từ túi sử dụng một lần sang túi thân thiện môi trường thì tôi nghĩ rằng là và chúng ta tuyên truyền tốt với những người sử dụng thì cái giá bước đầu nó có các doanh nghiệp có sẽ thể bị thua thiệt một chút, nhưng dần dần thì tôi nghĩ là người tiêu dùng sẽ chấp nhận và kể cả những cái khách hàng trong nước và nước ngoài thì người ta cũng chấp nhận. Việc các doanh nghiệp chuyển sang sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bao bì thân thiện môi trường bước đầu gặp nhiều khó khăn về đổi mới công nghệ, thị trường và vốn.
Do đó, để có thể tận dụng các cơ hội, trước mắt doanh nghiệp bao bì cần nhanh chóng đẩy nhanh đổi mới sáng tạo, số hóa, mở rộng quy mô sản xuất, thị trường tiêu thụ ở nhiều phân khúc, có phương án phù hợp cho từng giai đoạn phát triển, đảm bảo các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và mẫu mã của bao bì, như bảo quản tốt, tiện lợi, thông minh hơn và đáp ứng truy xuất nguồn gốc được rõ ràng. Để công nghệ có thể được triển khai rộng rãi cũng như là người tiêu dùng có thể đón nhận được sản phẩm thì theo tôi cần có cái sự chung tay phối hợp giữa các cơ quan quản lý này, các doanh nghiệp và các nhà công nghệ. Đối với các nhà công nghệ thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển các cái công nghệ mới để tạo ra các cái sản phẩm nhựa thân thiện môi trường có khả năng phân hủy sinh học để thay thế các cái sản phẩm nhựa truyền thống có nguồn gốc dầu mỏ. Đối với cả các doanh nghiệp thì theo tôi thì cần đẩy mạnh cái đổi mới công nghệ, việc tiếp nhận và làm chủ các cái công nghệ mới trong sản xuất các cái loại nhựa phân hủy sinh học và đa dạng hóa các cái loại sản phẩm. Thế còn về phía các cái cơ quan quản lý thì tôi rất mong là cần có thêm các cái chính sách ưu tiên, ưu đãi cho các cái doanh nghiệp để sản xuất nhựa phân hủy sinh học để họ có thể hạ giá thành sản phẩm và đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Đến nay, các chủ trương chính sách, chương trình hành động về tiêu thụ xanh đã được triển khai, thực hiện ở nhiều địa phương trong cả nước. Bước đầu đã đạt được những kết quả tốt và thu hút đông đảo người dân tham gia. Để hướng tới các mô hình sản xuất xanh, tiêu dùng bền vững, cần có sự nỗ lực từ phía các doanh nghiệp sản xuất, nhà cung cấp, cũng như những thay đổi trong thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Và bên cạnh đó, rất cần những cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ phù hợp hơn nữa của các cơ quan chức năng, địa phương trong việc khuyến khích các mô hình sản xuất tiêu dùng xanh, bền vững.